hello chào mừng các bạn quay trở lại với kênh cổ hoàng trọng thuật và video này thôi sẽ chỉ cho bạn cách để chúng ta xóa các cái cột trống ở trong bảng tính của file excel các bạn nhé ok chúng ta sẽ cùng bắt đầu như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình đây mình đang có một cái bảng dữ liệu và tồn tại các cái cột trống không có dữ liệu ở trên cái bảng tính này làm thế nào để có thể xóa được các cái cột trống không có dữ liệu ở trên bảng tính này và trả về một cái bảng tính có đầy đủ dữ liệu và gọn gàng nhất thì chúng ta sẽ cùng làm theo cách sau đây các bạn nhé Đầu tiên các bạn chèn cho mình một cái hàng ở trên cùng của cái file bằng tính này. Ở đây mình sẽ chọn vào hàng đầu tiên và nhấn vào Insert. Rồi, sau đó ở ô A1 này các bạn có thể nhập cho mình công thức là hàm if mở ngoặc và chúng ta sẽ sử dụng hàm cao A. Hàm cao A là hàm điểm các cái ô chứa thông tin ở bên trong các bạn nhé. Bất kỳ một cái ô nào mà chứa thông tin bên trong thì hàm cao A nó sẽ điểm lại các bạn nhé. Ok. Sau đó chúng ta nhấn vào mở ngoặc Tiếp tục chúng ta sẽ bôi cột A2 cho đến cột A12 như thế này Và đóng ngoặc lại Và ở đây chúng ta sẽ cho nó giá trị là 0 Có nghĩa là nếu trường hợp hàm cao A nó điểm không có một cái ô nào ở trên cái cột này là có dữ liệu thì nó sẽ trả về một cái giá trị Ở đây mình sẽ nhớ chuột phải vào Và ở đây mình muốn trả về giá trị là hàng trọng nhà hàng. cột trọng nhà hàng thì đây mình sẽ ghi là cột trọng. Rồi, tiếp tục nhấn dấu phẩy. Rồi, tiếp tục thì nếu như mà có bất kỳ một cái ô nào ở trong cái cột này có giá trị hoặc có dữ liệu thì nó sẽ trả về cái dữ liệu là mình sẽ ghi là full đi được chưa? Full. Rồi. Ở đây tiếp tục mình sẽ đóng ngoặc lại và nhấn vào enter thì như các bạn đang thấy đấy là cái kết quả của hàm IF này trả về là giá trị là full có nghĩa là trong cái cột này nó đã có cái dữ liệu hoặc bất kỳ một cái ô nào trong này có dữ liệu thì hàm cao A nó sẽ trả về giá trị là khác không và như vậy kết quả nó là full các bạn nhé tiếp tục khi chúng ta sẽ nhấp chuột vào góc dưới của ô A1 và nhấn giữ kéo cho các ô còn lại rồi trên bảng tính thì chúng ta có thể thấy được là có hai ô trả về kết quả là cột trống là ô D1 và ô F1. Đây là hai ô trả về kết quả cho hai cột D và F không có dữ liệu các bạn nhé. Tiếp tục thì chúng ta sẽ sử dụng bộ lọc để có thể lọc hai cái cột DF này dồn về một phía và các cái cột có dữ liệu thì chúng ta sẽ dồn về một phía. Thì bây giờ chúng ta sẽ bôi từ ô A1 cho đến ô G12. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào data các bạn nhé. Ở data chúng ta sẽ nhấn vào source. Ở phần sort này các bạn sẽ Chọn vào option cho min. Ở đây chúng ta sẽ sort từ trái qua phải. Rồi nhập vào sort left to right và nhấn vào ok các bạn nhé. Tiếp tục thì chúng ta sẽ chủ round này chúng ta sẽ chọn là sort by round 1 và nhấn vào ok. Thì bây giờ cái cột trống nó đã zone về cột A và cột B rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần bối hai cột A và B nhảy chuột phải và chọn vào delete. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ chọn vào hang số 1 nhảy chuột phải và chọn delete. Như vậy là chúng ta đã xóa hết toàn bộ những cái cột không có chứa dữ liệu ở trên bảng tính này rồi. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta xóa dữ liệu ở các cột trống ở trên bảng tính của file Excel. Hy vọng rằng với cách làm này bạn có thể triển khai cho bảng tính của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu bạn thấy cái video này là hữu ích thì đừng ngần ngại dân vai giấy nhấn vào nút like video và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong các video tiếp theo các bạn nhé.